Đây là mối tình đầu của tôi. Hôm nay là một ngày quan trọng đáng nhớ. Tuy rằng đối với cô ấy, niềm vui này không được trọn vẹn. Nhưng tôi sẽ thay ba cô ấy, mang cô ấy gửi gắm đến chàng trai kia. Người sẽ chăm sóc thật tốt cho người tôi thương suốt quãng đời còn lại. Cô dâu đẹp quá phải không? À, chỉ tiếc rằng tôi đã quá nhút nhát. Có những chuyện trong quá khứ chẳng thể nào thay đổi được. Sao lại không? Cậu có 24 giờ. Đừng để bản thân mình phải hối tiếc. Vẫn là em, mối tình đầu của tôi. Cậu có 24 giờ. Sao Quân biết Vi thích ăn mứt sấy chấm sữa chua? À, Quân cũng thích uống trà thi sô bỏ mứt hoa hồng hả? Ừ. Cảm ơn nha. À, Quân đẹp không? Sau này á, Vi nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Quân thấy có được không? Vì chắc chắn sẽ làm được mà. Con tôi sao rồi? Bà là người thân duy nhất của Vi. Cảm ơn Quân nha. Quân về chung với Vi nha. Rồi kìa. Cũng gần tới nhà Vi rồi, Vi về nha. Hết mưa rồi mà. Thank you.
Sao rồi? Cậu có còn muốn thay đổi gì nữa không? Tôi vẫn luôn cho rằng nếu có cơ hội quay lại tuổi thanh xuân, có đủ dũng cảm đứng trước mặt cô ấy và nói ra câu tôi đã cất giấu từ rất lâu, là mình thích cậu, cuộc đời tôi sẽ không còn gì hối tiếc. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, điều tôi hối tiếc không phải là cuộc đời của bản thân. Điều tôi muốn thay đổi không phải là đoạn tỏ tình đó, mà là thay đổi cuộc đời không may của cô ấy, để cho hạnh phúc của cô ấy được trọn vẹn hơn. Từ hôm nay, tôi cầu chúc cho cuộc đời của cô ấy sẽ là những tháng ngày hạnh phúc mãi về sau. Cô dâu đẹp quá ha.